Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 4. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về việc phối hợp triển khai công tác hội và công tác người cao tuổi Việt Nam. Thành phố Thái Bình nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bằng các giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các giáo viên mầm non sáng tạo nhiều đồ chơi, đồ dùng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về việc phối hợp triển khai công tác hội và công tác người cao tuổi Việt Nam. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác người cao tuổi, tập trung quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác người cao tuổi. Các hoạt động chăm sóc bảo vệ người cao tuổi được các cấp ngành quan tâm, xã hội đồng thuận. Hoạt động của các cấp hội từng bước đi vào có chiều sâu, nhiều địa phương đã tạo dựng được phong trào tuổi cao gương sáng, người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, xây dựng thêm các loại hình câu lạc bộ phù hợp, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Đồng chí Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua và khẳng định trong đó có sự đóng góp của cán bộ hội viên Hội Người Cao Tuổi các cấp trên địa bàn. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội Người Cao Tuổi vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác người cao tuổi, quan tâm hơn nữa tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc, tham gia đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của người cao tuổi đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh chỉ đạo Hội Người Cao Tuổi các cấp phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và người cao tuổi, nêu gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi, động viên người cao tuổi tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi, góp phần thu hút hội viên và phát triển tổ chức hội. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi. Đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cái môi trường xã hội, nhất là cơ sở thì Thái Bình luôn luôn tiếp tục đề cao và chúng tôi tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thời gian tới, bởi vì đây là yếu tố quan trọng để vừa đảm bảo cái điều kiện môi trường thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, nhưng đồng thời là cũng là cái chăm lo cho người dân, nên chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và có những chỉ đạo phù hợp trong lĩnh vực này. Thứ hai là với những ý kiến của các đồng chí đã chỉ đạo ở đây, đặc biệt là việc quy hoạch thì báo cáo anh Bình như đã vừa báo cáo các anh, nhưng chúng tôi sẽ tiếp thu và nghiên cứu sâu sắc thêm. Hiện nay ở Thái Bình thì tất cả các khu địa bàn dân cư đều quy hoạch những khu sinh hoạt cộng đồng cũng như là nhà văn hóa, thì như đã nói là chủ yếu là quan tâm tạo điều kiện người cao tuổi, nhưng chúng tôi sẽ kết hợp đa chức năng ở đây, có thể bao gồm cả cái việc đảm bảo cái chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vừa qua chúng tôi đã giao cho Sở Thông tin Truyền thông nghiên cứu một cái giải pháp phần mềm để quản lý sức khỏe cộng đồng, trong đó hướng đến người cao tuổi, thì chúng tôi sẽ gắn với các cái địa bàn này để cái việc đó nó đi vào thực chất. Nhân dịp này, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân của tỉnh Thái Bình và tặng hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình 80 triệu đồng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Nho Liêm, trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thái Bình, được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác của đồng chí Đinh Nho Liêm tại Sở Xây dựng. Đồng thời đề nghị đồng chí Đinh Nho Liêm khi về nhận công tác ở địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sở trường, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại môi trường công tác mới, đáp ứng sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Đinh Nho Liêm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với chủ đề Tuổi trẻ Thái Bình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện được 385 công trình thanh niên, tổng trị giá nguồn lực tính đến cấp cơ sở đạt gần 12 tỷ đồng. Đó là kết quả nổi bật được thông tin trong hội nghị tổng kết tháng thanh niên diễn ra vào chiều nay. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự. Trong tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức 358 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 154 hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 658 hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội. Tháng thanh niên năm nay tiếp tục góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh thanh niên thời đại mới, tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Thái Bình. Ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp bộ đoàn trong tháng thanh niên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thu hút đông đảo hơn nữa lực lượng thanh thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động phải đồng đều trên các lĩnh vực, tiếp tục chú trọng công tác cán bộ đoàn, công tác xây dựng đảng, chính quyền. Phong trào thanh niên tình nguyện phải thường xuyên liên tục có sự lan tỏa, đi vào hiệu quả thực chất, nâng cao chất lượng tất cả các phong trào hoạt động, các mặt công tác của đoàn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong tháng thanh niên được nhận bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình. Ban Bí thư Trung đoàn trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu Ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Thu Ngân sách Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm nay. Năm nay, Bộ Tài chính giao dự toán cho tỉnh Thái Bình tổng thu nội địa gần 8.580 tỷ đồng. Quý 1, tổng thu nội địa thực hiện gần 1.900 tỷ đồng, đạt hơn 22% tổng dự toán. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý 2 và cả năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu ngân sách Nhà nước tỉnh yêu cầu các thành viên tích cực phối hợp với cơ quan thuế, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, thu hồi nợ động và chống thất thu ngân sách. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn quản lý để kịp thời xây dựng phương án thu ngân sách nhà nước cụ thể, nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước. Thường xuyên rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp nộp kịp thời số thuế theo kê khai, nâng cao chất lượng hội đồng tư vấn thuế, nhất là những đơn vị sáp nhập, đảm bảo quản lý chặt chẽ từ hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, thực hiện miễn giảm gia hạn tiền thuế theo đúng các văn bản của Chính phủ, Quốc hội về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kịp thời khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2 của ban. Đến cuối tháng 3, có hơn 97.300 khách hàng đang vay vốn. Tổng dư nợ đạt gần 4.400 tỷ đồng, tăng 2,77% so với đầu năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên ban đại diện làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tổ chức giải ngân kịp thời, không để tồn đọng vốn, đảm bảo đúng quy trình, đối tượng thụ hưởng, tránh lãng phí vốn. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót để có giải pháp khắc phục kịp thời. Chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều nay đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Kiến Sương. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Kiến Sương có hàng nghìn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Hiện trên địa bàn huyện còn 26 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến còn sống.
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kiến Sương đã thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cựu chiến binh, những người trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thân nhân các gia đình chính sách tiêu biểu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng chí mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng nay, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 của Tổ công tác. Quý 1, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, đã hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh đã cấp gần 1.600.000 thẻ căn cước công dân, hơn 970.000 tài khoản định danh điện tử, làm sạch gần 99% dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh đã triển khai 24 trên 29 mô hình điểm về đề án 06, trong đó nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị phải gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện đề án 06 với chuyển đổi số. Các thành viên trong tổ công tác cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến, nêu cao tinh thần quyết tâm và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng mối quan hệ và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị địa phương, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân về chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Thưa quý vị và các bạn, quyết liệt linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đó là chìa khóa giúp thành phố Thái Bình đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội giữa bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với quyết tâm và khí thế mới. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố tiếp tục chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 3 tháng qua, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 5,58% so với cùng kỳ. Trong 3 tháng vừa qua thì so với lại cùng kỳ năm ngoái thì nó cũng có những cái khó khăn. Nói chung là rất nhiều khó khăn. Nhưng mà những cái lúc khó khăn đấy thì lại được sự động viên rồi thì khuyến khích, khích lệ của các cấp chính quyền và đặc biệt là lãnh đạo thành phố thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng đấy là cũng một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển. Với tinh thần quyết liệt và dồn sức cho năm nước rút 2024 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, khoa học các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm phát triển đô thị. Thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án tồn tại từ nhiều năm trước được cán bộ nhân dân đánh giá cao. Cái khu đất này là khu đất ao chiến thắng cũ. Trước đây thì nói chung là cái đường này thì nó rất là rậm rạp cây cối như thế và người dân người ta ước nguyện là khoảng 20 năm nay mà chưa làm được cái đường. Nhưng mà từ khi thành phố có chủ trương xây dựng cái khu vực ao chiến thắng này thành một cái khu đô thị văn minh ấy thì người dân rất phấn khởi. 2024 thì ngay từ quý 1 thì thành phố cũng đã tập trung phát triển đô thị. Trong đó thì chú trọng đến các dự án trọng điểm như là dự án nhà ở Tân Bình, Đông Hòa và hoàn thành cơ bản cái đề án ven sông Trà Lý. Thế và thành phố cũng đã rà soát lại toàn bộ những cái công việc còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo các cái yêu cầu đề ra cũng như là những cái tồn tại và hạn chế để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái đề án cũng như là các cái công việc. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 20 năm thành lập và phát triển của thành phố Thái Bình. Rất nhiều hoạt động được tổ chức để chào mừng sự kiện này. Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố diễn ra sôi nổi, rộng khắp các đơn vị địa phương, tạo dấu ấn nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của thành phố 3 tháng qua. Nhìn chung là với kết quả của quý 1 năm 2024 thì thành phố cũng cơ bản đạt được các cái mục tiêu đã đề ra. Và trong thời gian tới thì thành phố sẽ quyết tâm là vẫn tập trung phát triển đô thị và trong đó thì sẽ tập trung vào việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cũng như là chất lượng các cái hoạt động để kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã và 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình. Mục tiêu thành phố đặt ra trong năm nay, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt từ 11,9% trở lên, tỷ lệ đô thị hóa trên 80%. Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn,
đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải quyết tâm, quyết liệt, chủ động sáng tạo để tạo bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025, xây dựng thành phố Thái Bình văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Chuyển sang các tin tức khác, chiều nay Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền quý 2. Đại biểu các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú tại Thái Bình đã thảo luận về kết quả công tác tuyên truyền quý 1, định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền quý 2, trong đó tập trung tuyên truyền nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị của cấp ủy các cấp về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết quả 15 năm thực hiện điều lệ Đảng, 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tích cực tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác an toàn thực phẩm được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Ban chỉ đạo đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phát huy nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác truyền thông đa dạng về nội dung và hình thức, chú trọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, tăng cường đào tạo nhân lực, thực hiện hiệu quả hoạt động phòng chống dịch bệnh, tìm những giải pháp tháo gỡ trong việc đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thực hiện tốt vai trò trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm với những cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm, nhiều bộ đồ dùng, đồ chơi mang tính giáo dục thẩm mỹ cao phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ đã được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của các giáo viên mầm non, tạo niềm vui hứng thú cho trẻ khi đến trường. Ghi nhận tại trường mầm non Bùi Hữu Diên, huyện Hưng Hà. Với nguyên vật liệu sẵn có như tre nứa, lá cây, hạt gấc, thậm chí là cả những đồ phế thải như thế này, nhưng qua bàn tay của các cô giáo đã trở thành những đồ chơi, đồ dùng minh họa sinh động cho trẻ như chiếc bánh chưng, bông hoa, cây su hào, bắp cải xanh, vừa độc đáo, thân thiện với môi trường, lại giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh đầy màu sắc. Tất cả các cô giáo trong trường mầm non rất là tích cực thu gom những cái nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương và gia đình. Khi mà đã vệ sinh sạch sẽ thì các cô giáo đã mang đến trường và tất cả các cô đã cùng nhau làm nên những cái đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động. Trường mầm non Bùi Hữu Diên có 314 học sinh, chia làm 11 nhóm lớp. Để tổ chức tốt một giờ học, một hoạt động cho trẻ, giáo viên cần sử dụng rất nhiều đồ dùng, dụng cụ trực quan, đặc biệt là phải đẹp, hấp dẫn trẻ. Vì thế, ngoài những đồ dùng đồ chơi được cấp phát, nhà trường tập trung hướng dẫn tư vấn cho giáo viên cách làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục. Không chỉ tự làm, các giáo viên còn để trẻ tham gia bằng cách gợi ý trẻ tự chọn màu sắc, cùng làm những đồ dùng đồ chơi đơn giản. Chúng tôi khuyến khích các giáo viên khi mà được thực hiện các cái tiết dạy hay các cái chuyên đề trong lớp là làm cái đồ dùng đồ chơi để theo lĩnh vực mà mình được phân công giảng dạy hàng ngày, và khuyến khích giáo viên là lên trên các cái trang mạng tìm tòi các đồ dùng đồ chơi mà người ta làm, có thể là nó sáng tạo hơn, nó hay hơn, nó cuốn hút trẻ hơn, để giáo viên của chúng tôi sẽ học tập và làm theo. Hiện nay, đồ chơi cho trẻ mầm non có rất nhiều trên thị trường, nhưng để đáp ứng được nhu cầu học của từng chủ đề thì phải tốn kém khá nhiều kinh phí. Chưa kể đến một số đồ chơi có thể độc hại, nguy hiểm, ảnh hưởng đến trẻ. Việc giáo viên mầm non tự sáng tạo ra đồ dùng đồ chơi phù hợp không chỉ khắc phục được các hạn chế tồn tại mà còn đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tạo động lực khuyến khích tư duy sáng tạo của cả giáo viên và học sinh các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua.
những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tổ chức Công đoàn huyện Kiến Sương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đơn vị doanh nghiệp và xây dựng huyện Kiến Sương ngày càng phát triển. Năm ngoái, công ty này thu được gần 400 sáng kiến làm lợi cho công ty gần 3 tỷ đồng từ phong trào thi đua cải tiến sáng kiến kinh nghiệm. Nội dung các sáng kiến đa dạng phong phú, tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động. Đó cũng là kết quả của các phong trào thi đua đổi mới sáng kiến, nâng cao năng suất lao động. Quá trình thực tế là có một bạn sẽ là bạn đó là lấy dấu cho tôi làm. Nhưng mà trong quá trình may thì là tôi cảm thấy là cái công đoạn này có thể bỏ cái công đoạn lấy dấu đi. Và mình có thể là đề xuất cấp trên và lấy dấu tại trên máy may. Thì khi mà triển khai thì là nó giảm thiểu được một nửa thời gian và nó cũng tăng năng suất lên và cái tỷ lệ hàng lỗi nó giảm hẳn. Ngoài các cái công tác về cải tiến thì nhà máy cũng có phát động các cái chương trình thi đua đẩy nhanh năng suất, như cái thời gian tháng 4 này thì có các chương trình thi đua trong tuần. Thứ nhất là thưởng thì mình sẽ thưởng tiền. Ví dụ như là các bạn đạt được năng suất trong tuần thì mỗi một cá nhân có thể thưởng từ 200 đến 250.000 cho một người trong một tuần. Thì mỗi một tuần các bạn đạt thì nhà máy sẽ chi thưởng ngay lập tức ở trong cái thời điểm tuần đó. Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động, các cấp công đoàn huyện Kiến Sương đã chú trọng triển khai nhiều phong trào thi đua mang dấu ấn của tổ chức công đoàn như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đổi mới sáng tạo hiệu quả, đồng thời chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những công nhân lao động trực tiếp có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Hàng tháng chúng tôi có thể nhận được từ tầm 15 đến 20 đề án cải thiện và những đề án cải thiện này góp phần rất là tốt trong quá trình sản xuất hàng ngày, giúp nâng cao sản lượng. Một năm thì công ty dành tầm 30 triệu để khích lệ cho những cái sáng kiến mà từ công nhân đưa lên. Và những cái sáng kiến đấy thì một năm công ty có tầm 10 sáng kiến và được đưa vào thực tế và làm lợi cho công ty mỗi sáng kiến là tầm 200 triệu trên một năm. Từ việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, tổ chức công đoàn huyện Kiến Sương đã thể hiện vai trò đồng hành cùng đơn vị doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho người lao động. Trong định hướng tới, các tổ chức công đoàn huyện Kiến Sương tiếp tục tham mưu cho ban lãnh đạo các công ty tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp để đáp ứng đòi hỏi yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGO, VTVGO hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.